Ngồi ăn đi. Chào mọi người. Em không? Không, tí mới ăn, con ăn này trước đi. Con ăn đi. Ngon không? Ngon quá. Con ăn chấm không? Mẹ chấm cho. Để chấm nhá. Thôi con ăn đi. À, cho em tóc một miếng nhá. Cho em khóc một miếng đây, em khóc thì mình khóc nhỉ. Ừ.
Thank you.
miếng này nữa mà, con phải ăn nốt đi chứ. Này, một miếng. Không ăn miếng nào. Miếng nó no rồi. Chưa no. Nếu con mà không ăn nữa mẹ vứt cái bóng tay đi. Gì vứt đi luôn à? À không, mi đang ăn nhỉ. Ăn đi. Xíp gì vậy? Ăn nhanh, ăn tối cho đi Pepsi nè. Đi tối cho đi Pepsi à? Chơi các gấu đi. Tối chơi các gấu nhá. Ăn kem nhá. Ok. Ok không? Ok không? Ok. Ok. Á, thằng em mày đứng đi. Bỏ tay ra. Em tính hết rồi. Hả? Em tính hết rồi. Mày đừng có kiểu thế. Tao chưa tính sổ mày đâu. Mày ốm, nhưng mà mày chưa mọc răng mà mày dám trả mày ốm. Trả mọc răng á? Đâu răng nào? Vẫn bảy răng á. Răng kia mà nhờ nhú nhú. Nhú á? Nhú đi á, tại vì không nhú. Hồi tối rồi tính. Con cứ để đây con ăn cá đi. Ăn đi. Chị ăn cá rồi. Ăn đi. Kia mẹ cái đùi gà đi ăn đi. Kiêng cái gì? Có thì phải kiêng. Okay. Mẹ, Ri, Mi là mấy người đây?
kia nha. Thank you.
Thế không phải, không nhiều ra được.
dụng được quả đấy không, đấy to lắm. Chắc cô Huế hay với ai tấn công rồi. Nhưng có dán không? Dán tay kia. Không thôi nè. Dán nó kìa. Dán nó kìa. Dán ngay. Bảo Nam bây giờ sao mình không dán đâu, gì chẳng dán nữa đâu. Không dán gì nữa rồi. Cắt đi. Thế đưa tay lên nào. Tử tế không? Gọi cho ai? Trở về điện thoại bình thường nha. Bình thường thôi. Không phải bình thường. Đi có dán không? Khác anh mà. Ơi. Ý là định làm gì thì tìm tất cả mọi người. Anh giờ đi nó có ăn giờ. Ok. Cho anh đi có ăn giờ. Ở đây rồi. Giờ nó mới ra vấn đề. Thì gì mình nói thì tìm về bình thường. Ăn đi. Nốt miếng đấy đi. Còn mình nó nhờ nó kem dán này. Đấy, không dán thôi. Không dán không? Ừ. Tôi lại ngẩn ngờ rồi đấy, bà sang nhà thờ em xin hoặc là nhà chú An xin bảo ơn thư tình cho cái tôi để đi sang nhà bà ngoại rồi. Đấy, ngẩn ngờ thế, đèo mẹ đây, đèo mẹ nó cần. Tay giờ. Ờ đấy, đi xin lỗi nhà bà ngoại rồi giờ chúng nó tu chai nước lên mới nhớ ra chai. Đấy, ngẩn ngờ thế. Ờ, à, thế nhá. Ờ, à, rồi. Thế à? Ơ giờ, thế số lại đổ à? Thế nhanh để vợ lại ăn. Thế à? Lại thành 10. Anh rửa tay đi. Thôi thì đỡ là nó cắt. Bếp, ép, 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 ép. Thế à? Một con à? Thế gì lại đổ hơn son à? Mày không bao giờ mua nữa.